Kính thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì Khánh rất là cảm ơn các cô chú, các anh chị chúng ta đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cái kênh YouTube của Khánh ạ. Vâng ạ. Đặc biệt đó là các cô chú, các anh chị chúng ta đã đồng hành cùng với Khánh để chúng ta giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì có rất là nhiều cô chú, rất là nhiều anh chị chúng ta comment, chúng ta đặt cái câu hỏi rằng là em Dũng là ai? Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì Khánh cùng em Dũng, chúng em xin được làm một cái video này để mong muốn được làm quen với toàn thể quý vị, toàn thể các anh các chị ạ. Vâng ạ. Em Dũng là cái người mà đã đồng hành cùng với Khánh trong suốt thời gian vừa qua, đồng hành với toàn thể các cô chú anh chị để dựng nên những cái video giới thiệu về những hoàn cảnh khó khăn để kết nối đến các quý vị, để chúng ta có những tấm lòng hảo tâm để chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời gian vừa qua. Vậy thì ngày hôm nay trước ống kính của quý vị đây, đồng hành cùng với Khánh đây chính là em Dũng. Em Dũng là người em rể của Khánh, tức là Dũng là lấy em gái của Khánh đấy. Vâng, vậy thì ngày hôm nay thì Khánh muốn được là kết nối để mọi người chúng ta cùng giao lưu, cũng như là em Dũng có cái cơ hội để được giao lưu với toàn thể quý vị ạ. Vâng, thế thì Dũng có thể là giới thiệu về bản thân mình cho mọi người, cho các cô, các chú chúng ta làm quen với nhau được không? Em tên là Dũng, em năm nay 27 tuổi và em hiện tại thì đang sinh sống và kinh doanh ở Hà Tĩnh. Thế thì Dũng hiện nay thì đang sinh sống và làm việc ở Hà Tĩnh, là người em rể của Khánh luôn quý vị ạ. Vâng, Khánh rất là vui khi mà có một người em rể như em Dũng. Chúng em hiện nay thì đang sống và ở cùng một nhà, làm việc cùng một nơi, và anh em thực sự rất là yêu thương và rất là đoàn kết. Em thực sự rất là quý và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có một người em rể như em Dũng. Vâng, thế thì ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều cô chú chúng ta đặt ra cái câu hỏi rằng là cái động lực nào mà Khánh cùng em Dũng lại có thể là có một cái niềm đam mê cũng như là một cái nhiệt huyết rất là cao để đến với những hoàn cảnh khó khăn, để kết nối các mạnh thường quân giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời gian vừa qua như vậy, mặc dù tốn rất là nhiều thời gian. Thì với cá nhân Khánh thì Khánh đã có rất là nhiều đam mê rồi. Vậy thì ngày hôm nay với em Dũng là một cái người mà luôn đồng hành cùng với Khánh để ghi những khoảnh khắc, những cái bức hình, những cái video để giới thiệu với toàn thể quý vị, thì ngày hôm nay Khánh cũng mong muốn kết nối để quý vị chúng ta cùng giao lưu với em Dũng, cũng như là em Dũng giao lưu cùng với quý vị, để xem rằng là cái động lực nào mà em Dũng có thể là đồng hành cùng với em Khánh một cách miệt mài như vậy. Dũng có thể chia sẻ với quý vị được không? Câu hỏi khó đấy. thật ra là hỏi động lực thì thật ra nó khó lắm, vì thật ra cái đầu tiên là để có động lực thì mình cảm nhận nào về những cái hộ chính những hoàn cảnh khó khăn. Đấy, những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh nghèo. Thì khi đó trước kia ấy, thì em chưa biết gì thiện nguyện đâu, nhưng mà do quá trình đó thì thấy anh Khánh cứ đi làm thiện nguyện, và cũng mình cũng không biết ông đi làm cái gì đấy, thì cũng thỉnh thoảng là xem video thì có anh Khánh, thì đấy, thì lúc đấy thì mặc dù công việc kinh doanh của em rất bận rộn, nhưng mà khi thì anh đi làm mà nó lúc gặp anh chia sẻ là ở của những hộ này nhà nghèo lắm, khổ lắm, mình kêu gọi xem giúp đỡ được thì giúp đỡ từ tâm thôi. Đấy, thì làm mới đầu thì em cũng vì công việc kinh doanh bận rộn lắm nên em chưa để ý lắm, nhưng sau này dần dần hai anh em có tương tác nhiều hơn đấy, thì dần dần thì tự nhiên trong mình nó cái tâm con người ấy, đấy thì mình nghĩ mà mình cứ thử đến xem, tìm hiểu xem sao, xem có như đấy Khánh nói không, là nghèo khổ không cần sự giúp đỡ không. Đấy, thì là từ đấy là nó cứ dần dần thôi, chứ bây giờ mà nói một đấy thì không thể hết được, nhưng nó cứ ngày này qua ngày nọ thì bắt đầu mình thấy là tiếp xúc từng hoàn cảnh một, nhất đặc biệt nhất như vừa rồi là vụ 39 người nhà Nguyễn Tọ Tuân với lại em Giang đấy, thì đến thực sự mình thấy rơi nước mắt thật, họ quá nghèo, họ quá khổ luôn, nhìn đúng là không cảm động không được đấy. Thì nên là từ cái động lực mà từ đó là bắt đầu hai anh em là sẵn sàng là kể cả là vượt 70 cây số, cả mất cả một ngày, nói chung kinh doanh các thứ mọi việc là tất nhiên thì ở nhà thì kinh doanh vẫn có nhân viên, vẫn có mọi người quản lý, nhưng mà lắm lúc mình bỏ công việc mình đi, vì sao, mình muốn giúp đỡ họ thoát nghèo, chứ bây giờ mà đất cắm rồi, sổ đỏ cắm rồi mà bây giờ mình không giúp đỡ thì dẫn đến là đến một ngày nào đó thì ngân hàng cũng sẽ lấy đi mảnh đất và họ không biết là đi đâu và về đâu. Đấy, thế nên là hai anh em là nói chung thì cũng tâm sự với nhau rất nhiều đó. Thế nên là luôn luôn là cố gắng động viên là bây giờ mình cố làm đi để cho những mạnh thường quân, những mọi người thấy hiểu được đấy, có thể là chia sẻ một ít 50, 100 cũng được đấy, để giúp cho họ là vượt qua khó khăn thời điểm, tức là
trong lúc đang đau thương nhất, ai mình là người giúp họ thời gian đấy, chứ không phải là sau này là khi mà cuộc sống nó bình yên rồi thì nó lại không nói rồi, nó không còn nhiều giá trị, không còn nhiều giá trị về về cái ý nghĩa nữa rồi, về sự giúp đỡ đúng không? Thế thì đó là cái một chút tâm sự của anh Dũng. Thế thì Dũng có thể là chia sẻ với mọi người rằng là sau khi mà em đồng hành cùng với anh Khánh rồi đấy, ban đầu thì nó cũng chỉ là một sự tình cờ thôi quý vị, tức là khi mà Khánh đến với những hoàn cảnh khó khăn như thế đấy, và Khánh cảm nhận được cái sự khó khăn của họ rất là lớn, cái sự vất vả của họ rất là nhiều, và một mình Khánh đi như thế thì Khánh rất là buồn. Với thứ hai nữa là mỗi một lần đến đó đấy thì Khánh rất là mong muốn, tức là ngoài cái việc là mình thăm hỏi thì cần phải có được một cái sự ghi hình này. Vâng, thì một mình Khánh mà Khánh có thể ghi hình được thì nó rất là khó, không có ai có thể là trình bày rồi nói chuyện với mọi người được. Chính vì thế thì mỗi một lần đi như thế thì Khánh có rủ em Dũng đi nữa, đi cùng với Khánh. Thì ban đầu thì công việc của em cũng bận rộn lắm, anh em nói chung là cũng rất là khó, bởi vì là công việc kinh doanh nó cũng, nếu mà mình đi thì nó cũng ảnh hưởng đến cái công việc rất là nhiều. Tuy nhiên thì sau quá trình mà cứ mỗi một lần đi để ghi hình cùng với Khánh đấy, thì em Dũng cảm thấy rằng là có cái động lòng với những hoàn cảnh khó khăn đó rất là nhiều. Và chính vì thế thì những lần tiếp theo là cứ như thế là anh em đi thôi, cũng không cần phải là rủ rê nữa, mà cứ lên lịch là đi thôi ạ. Vâng. Thế thì Dũng có thể chia sẻ với mọi người là sau trong cái thời gian vừa qua đấy, sau hai cái trường hợp cụ thể mà quý vị chúng ta biết đấy, đó là trường hợp thứ nhất đó là gia đình của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân, và trường hợp thứ hai đó là gia đình của nạn nhân Cao Huy Thành. Vậy thì sau hai cái trường hợp mà anh em chúng ta cùng kết nối với Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho hai cái gia đình đó vượt qua được một cái khổ nạn rất là lớn như thế, thì với cảm nhận của em thì em có cái cảm nhận như thế nào? Tức là em có cảm thấy hạnh phúc cho tức là mình có cảm thấy vui, mặc dù cái tiền đó không phải là tiền của mình, nhưng em có cảm thấy vui không? Em thấy rất vui, vì thật ra là số tiền của họ đúng không? Cũng như anh làm một, anh nói chung mình làm mình chi ni từng cái một, không tất cả đều rõ ràng, mọi việc đều mình rõ ràng, mình ghi nên là mình mọi chi tiết này ghi ra, lưu ai bao nhiêu ủng hộ bao nhiêu tiền đô ra tiền đô, mình cũng không đổi ra tiền Việt đấy, mặc dù đấy là tiền của họ, nhưng mà làm lúc mình thấy là thực sự thấy những cái nụ cười của họ là sau có mỗi lần trao quà ấy, tất nhiên là nỗi đau của anh có nỗi đau thôi, nhưng mà nụ cười họ là nụ cười họ thấy mãn nguyện. Vì sao? Vì bây giờ nó cũng như khi họ ấy đang trong một cái rơi trong vực thẳm, có một con người ta cho một sợi dây thừng ta kéo lên đấy, thì nên là thật sự là em cũng không biết lời gì để nói nữa, vì thật ra nó quá tuyệt vời, cảm xúc quá tuyệt vời. Nên hai anh em nói chung vì làm tại sao bảo sẵn sàng nay đi 70 cây số, mai đi 7 cây số, ngày kia đi 7 cây số, nhưng nó không phải vấn đề, vì các bạn cái tâm của mình nó đã thoát ra ngoài rồi, tức là sao? Tức là kiểu như mình làm gì thì mình cũng phải cảm nhận vui hạnh phúc, đúng mình rồi. Thì mình không quan trọng, còn bây giờ mà để miêu tả một lời gì nói thì chỉ là chữ tuyệt vời thôi, một lời gì nói đúng rồi. Đấy thì quý vị, đó là những cái cảm nhận mà của em Dũng cũng như là em Khánh trong suốt thời gian vừa qua mà chúng em đến với cái công tác thiện nguyện này. Như trước khi mà Khánh làm cái video này đấy cùng với em Dũng đấy, thì cũng có rất là nhiều cô chú các anh chị chúng ta có những cái bình luận, có những cái câu hỏi đặt ra cùng với em Khánh và em Dũng rằng là cái động lực nào. Thì như vừa rồi em Dũng có chia sẻ cùng với quý vị đấy, thì riêng cá nhân Khánh thì ngoài những cái mà em Dũng vừa chia sẻ đấy, thì Khánh còn có thêm một đôi ý nữa, đó là cái công tác thiện nguyện đối với em Khánh và em Dũng đó là cái sự tình cờ. Nhưng mà trong cái quá trình mà chúng em đấy rất là may mắn được các Mạnh Thường Quân tin tưởng, và khi mà được các Mạnh Thường Quân tin tưởng rồi đấy, được chúng ta có thể là chúng em đã cùng với các cô chú các anh chị chúng ta giúp đỡ cho một số cái hoàn cảnh mà họ đã vượt lên được cái số phận, vượt lên được cái sự khó khăn rất lớn trong cuộc sống như thế đấy, thì bản thân chúng em rất vui. Đấy, và cái điều hơn nữa đó là gì, bản thân chúng em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc bởi vì được các cô chú anh chị chúng ta tin yêu. Và nếu như trước đây đấy, nếu mà Khánh nghĩ đến những đất nước như là Nhật Bản, như là Mỹ, như là Canada, rồi Úc, rồi Pháp, đó là những đất nước nó quá xa vời với mình, nó có một cái gì đó nó cực kỳ xa lạ, thì với sau cái thời gian vừa qua đấy, khi mà làm cái công tác thiện nguyện này đấy, thì Khánh cảm thấy rằng là những quốc gia đó nó trở nên gần gũi với Khánh hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì ở đó có các cô chú cai trị là những Mạnh Thường Quân mà trong suốt thời gian vừa qua đã tương tác cùng với Khánh rất là nhiều. Và bây giờ Khánh nghĩ rằng là nếu giả sử sau này Khánh hay là em Dũng mà chúng em có một cái cơ hội để được đi du lịch sang Mỹ,
hay là sang Canada hay là sang Úc và nhiều quốc gia khác nữa, thì Khánh nghĩ rằng là khi đến đó Khánh không còn cô đơn nữa, không còn có lạc lòng nữa, bởi vì ở đó đã có các cô các chú đã rất là thân thương và đã rất là yêu mến Khánh cũng như là em Dũng, và đặc biệt đó là chúng ta đã yêu mến những hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta có cùng chung một quan điểm, chúng ta có cùng chung một gọi là một cái niềm đam mê trong suốt thời gian vừa rồi. Vâng. Thì đó là một cái điều mà Khánh cũng như là em Dũng, chúng em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc lớn nhất ở đây đó là cái niềm tin, được đón nhận những cái niềm tin rất lớn từ các cô chú anh chị ạ. Và chính vì thế thì sau khi mà chúng em đấy đến với những hoàn cảnh khó khăn và đã cùng với các cô chú chúng ta giúp đỡ cho họ vượt qua được cái sự vất vả rất là lớn như thế rồi đấy, thì chúng em đang có một cái kế hoạch như này. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì Khánh cùng với em Dũng cũng mong muốn được trao đổi, được nói cái ý tưởng này cùng với toàn thể cô chú các anh chị. Có một cái ý tưởng mà Khánh cùng với em Dũng chúng em đang rất là ấp ủ và mong muốn rằng là trong cái buổi ghi hình này đấy, muốn được chia sẻ cái nỗi niềm này cùng với toàn thể quý vị. Đó là thực sự là chỉ còn ít ngày nữa thôi. Vâng, chỉ còn đồ hơn 3 tuần nữa thôi là đến Tết Việt Nam rồi. Vâng, đón cái Tết cổ truyền của người dân Việt Nam rồi. Chính vì thế thì chúng em đang muốn rằng là sẽ xây dựng một cái quỹ trong vòng 2 tuần thôi ạ. Vâng, xây dựng một quỹ trong vòng 2 tuần. Và cái quỹ này dùng để làm gì? Dùng để gọi là chia sẻ có chút quà với những hoàn cảnh khó khăn, với những trẻ em nghèo vượt khó, để cho những hoàn cảnh khó khăn đó, những trẻ em nghèo vượt khó đó có một cái niềm vui nhỏ nhỏ trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Vâng ạ, và chính vì thế thì thực sự là Khánh rất là mong muốn được tâm sự cái điều này với toàn thể quý vị. Và nếu giả sử quý vị chúng ta đồng ý và hưởng ứng cùng với Khánh đấy, thì quý vị chúng ta có thể là chuyển cái tấm lòng của mình, chuyển cái sự chia sẻ của mình về cho Khánh, và Khánh sẽ tổng hợp lại toàn bộ cái sự chia sẻ đó bằng những con số công khai và sẽ ghi hình để thông báo với toàn thể quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái khoản tiền đó, nếu giả sử có nhiều quá, vâng, nó rất nhiều, thì chúng ta sẽ trích ra một ít thôi. Còn phần còn lại thì sẽ cất lại đó, và để ra Tết thì chúng ta sẽ, Khánh sẽ thay mặt cho toàn thể quý vị đến thăm một số cái hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Đặc biệt khó khăn, để chúng ta có thể là chia sẻ cái sự khó khăn cùng với họ. Còn nếu mà trong cái phạm vi vừa phải thôi ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái số tiền đó để chúng ta chia ra cho những hoàn cảnh mà khó khăn, thì chúng em cùng với Khánh cùng với em Dũng ở Việt Nam đấy, ở đặc biệt là khu vực miền Trung này, thì chúng em sẽ trao gửi cái tấm lòng của quý vị đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Với cái ý tưởng của anh như thế thì Dũng thấy thế nào? Thì ý tưởng này em nghĩ là quá hay, vì thật ra mình cũng kể một câu chuyện của mình đó. Nhưng mình cũng xuất thân từ, mình cũng là bố mẹ mình là nông dân đấy, cũng là người nghèo khó ngày xưa ấy, đúng cũng rồi, là khi mua cái đến Tết ấy, đúng rồi, thì mình cũng luôn mong là sao bố mẹ là mua cho quần áo đẹp, ấy mua cho quần áo đẹp, đúng rồi. Hay chẳng hạn như mình khi đi học thế, nhờ bố mẹ mua cho cặp sách các thứ, nắm giúp mình những cái cặp mà cũ á, hay là cái túi cao gò ngày xưa, túi cao gò ngày xưa, là mình sách nhiều lắm, bố mẹ mua cho một cái cặp mới ở động viên, là bây giờ Tết là con nhà động viên mình học một học kỳ ấy, là con học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, bố mẹ mua cho cái cặp để đi học, đấy chẳng hạn như thế. Nên nói chung đối với mình, tuy rằng là cái dịp Tết ấy lớn rồi thì bây giờ nó cũng hơi phai mờ rồi, nhưng mà đúng là tuổi thơ thì nó gắn liền với ký ức lắm, đúng rồi, là luôn luôn là muốn một quần áo mới này, luôn luôn cố gắng học tập phấn đấu này, đúng rồi, để được bố mẹ là tặng quà này, đúng đấy rồi. Thế đúng nên rồi. Là bây giờ mình nhìn lại những cái tuổi thơ của mình ấy, mình cũng ùa về ấy, bây đúng giờ rồi. Ngày cũng Tết đến rồi, cũng 20 ngày nữa thôi, đúng rồi. Thế nên là cũng mong muốn là bây giờ mình có một chút gì đó góp phần để tạo cho các em có một cái niềm vui, đúng rồi, có một cái Tết Nguyên Đán, tức là tất nhiên thì không thể bằng đối với mọi người được. Tức ý là mọi người mà có điều kiện thì mình không bằng được, nhưng đúng mà rồi, cũng có một cái gì gọi đủ, gọi là đủ rồi. Đấy, gọi là cái đủ, tức là có một cái gì mới mẻ, bộ quần áo mới, rồi, cặp sách mới, hay một vài là chiếc bút, chiếc vở mới, nó chỉ đơn giản đấy thôi, đúng rồi, chứ đúng rồi, không cần quá cái gì to tát quá, đúng rồi. Cần phải chẳng hạn như là cái đồ xịn, đồ điện tử các thứ, nhưng đúng mà rồi, chỉ cần các em nó có quyển sách hay là cái bút hay là cái gì, hay là mình gọi là cặp sách đi, nói chung là để các em đến vui đấy, còn để phấn đấu làm sao, vì bây giờ các em nó phải cố gắng học hành thật giỏi đấy, để sau này mình có thể là đầu tiên đó là bản thân mình đã, đúng để rồi thoát cảnh nghèo, vì quê ta quá nghèo rồi, thật sự quanh ở Hà Tĩnh mình, đúng là chỗ anh em mình sống cũng rất rất nghèo, đúng rồi. Từ hồi em về làm, em về đây em với anh em ta thấy là đúng là đây là vùng bây giờ đang gọi là nông thôn mới, rất là nghèo, hoàn cảnh bây giờ nói chung học hành nhau thế, đi lại
cũng nói chung thì bây giờ thì quá trình đi lại nó không như ngày xưa, như mình mà đi đường đất cả, Đúng rồi. hay đi đường đất hay là trời mưa trời gió cả, nhưng Đúng bây rồi. giờ thì được cái là nó khá hơn là như thế, đường xá, nhưng mà nói chung vẫn rất nhiều này, nhiều khó, Đúng vẫn rồi. nhiều em vẫn phải là sao, thứ nhất là sao không không thể đến đến trường được đều đặn đấy, vì do hoàn cảnh quá nghèo Đúng đấy. rồi. Nói chung thì ý tưởng rất tuyệt vời Đấy, chính vì thế cho nên là em Khánh cùng với em Dũng chúng em muốn là xây dựng một cái quỹ, và nếu mà chỉ hai cá nhân Khánh và Dũng ấy thì chúng em sẽ không thể làm được. Đấy, cho nên là Khánh và em Dũng rất là mong muốn được các cô chú, các anh chị chúng ta xem xét cái kế hoạch này, và nếu được ấy thì rất là mong muốn được các cô chú, các anh chị chúng ta sẽ đồng hành cùng với chúng em. Chúng ta sẽ xây dựng một cái quỹ, và cái quỹ này chúng ta sẽ xây dựng trong một thời gian ngắn thôi ạ, và trong vòng 2 tuần thôi. Bây giờ là rơi vào ngày mấy mùng âm lịch? tám mùng tám Mùng 8. dạ Vâng, mùng 8 rồi thì chúng ta sẽ hai kết thúc tuần đến ngày 20 đi nhỉ? 20 Đến ngày 20 âm lịch đấy, ngày dạ 20 âm lịch là gọi là cái lịch Việt Nam đấy. dạ Vâng, lịch Việt Nam. Thì trong vòng 2 tuần thôi, kể từ ngày hôm nay thì các cô chú anh chị chúng ta có thể là cùng với em Khánh và em Dũng, chúng ta có thể là có những cái tấm lòng mong muốn chia sẻ cho những trẻ em nghèo, những trẻ em những hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp Tết Việt Nam này, để Khánh cùng với em Dũng sẽ thay mặt cho toàn thể cô chú, các anh chị là những nhà hảo tâm, chúng ta sẽ trao cho những hoàn cảnh khó khăn, trao cho những trẻ em nghèo vượt khó học giỏi những món quà để các em cũng như là những hoàn cảnh khó khăn Dạ. đó họ có được một chút niềm vui trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Vâng ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và Khánh cũng rất là mong muốn rằng là với cái ý tưởng này của em Khánh cùng với em Dũng Dạ. ấy, sẽ được là mọi người chúng ta hưởng ứng và cùng đồng hành với chúng em trong những hoàn cảnh khó Dạ. khăn để giúp cho họ có được một cái Tết thật là vui, thật là ấm cúng. Thì đó là cái sự ấp ủ, đó là cái nỗi niềm và đó là cái mong muốn mà Khánh cùng với em Dũng rất là muốn để cùng với toàn thể cô chú anh chị chúng ta sẽ thực hiện trong cái dịp ngắn hạn từ bây giờ cho đến Tết Nguyên Đán Việt Nam ạ. Vâng ạ. Còn ngoài ra thì từ bây giờ cho về sau đấy thì Khánh cùng với em Dũng chúng em cũng sẽ liên tục đến thăm hỏi những cái hoàn cảnh khó khăn để cùng với toàn thể cô chú anh chị chúng ta trao những cái tấm lòng của mình để giúp đỡ cho họ có một cái cơ hội để vươn lên trong cuộc sống, có một cái cơ hội để phát triển trong cái cuộc đời của họ. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua đã thực sự là tin tưởng Khánh cùng với em Dũng và đã đồng hành cùng với Khánh và em Dũng trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc cho quý vị chúng ta một năm mới luôn thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Cảm ơn quý vị.